nối mi tự nhiên như mi thật luôn và không hề giống mi nối một chút xíu nào, là kỹ thuật classic truyền thống mà chúng ta vẫn được học. Và trong video này Thảo sẽ cùng chia sẻ với mọi người về kiểu mi như thế này nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mi Thảo Mi. Và trong video này thì Thảo sẽ chia sẻ với mọi người về một cách để chúng ta nối mi tự nhiên nhé, hay còn gọi là kỹ thuật classic đó, với cái phương pháp nối là one by one đấy ạ. Thì nay chúng ta sẽ nối một format tròn nhé. Rồi, format tròn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nối với thông số mi, mình sẽ nối là 0.12, nên là chúng ta sẽ nối một bộ mi rất là tự nhiên thôi. Rồi, sau khi mà vệ sinh mi xong thì chúng ta, đây là tháo mi xong rồi, thì chúng ta sẽ nối các sợi mi một chập một nhé. One by one là cái kỹ thuật mình nối mi là một sợi mi giả nối lên một sợi mi thật. Rồi, mình đã lướt keo như cái clip cũ mọi toàn mà Thảo nhận á, là sẽ chia sẻ cho mọi người về cách lướt keo như thế nào rồi. Nếu mà chúng ta muốn biết kỹ hơn về các phần kỹ thuật này, mọi người hãy vào trang Mi Thảo Mi hay là kênh trên cái kênh YouTube về video này nhá. Bởi vì là ấy, mỗi lần mà làm chia sẻ một video mà lại hướng dẫn lại mọi người cách lấy keo hay trượt keo hay là lấy cái gấp cái mi như nào một lần nữa thì nó rất mất thời gian. Vì vậy mà để tổng hợp cái kỹ thuật một cách gọi là logic nhất, để mọi người dễ theo dõi nhất, thì Thảo đã chia ra các video rồi. Thì mọi người hãy cố gắng là tìm các cái video đó ở trên kênh của Thảo thôi, hoặc mọi người gõ ra, Thảo sẽ ra rồi ạ. Mình dùng tay để hơi kéo phần mắt lên nhé, để chúng ta nối phần đầu mắt. Bởi vì phần đầu mắt thì lúc nào cũng là phần mà nó dễ, nó khó nối nhất. Còn khi mà nối phần đầu mắt này nhá, khi mà khách hàng sử dụng mi á, thì mọi người có thể thấy phần đầu mắt là phần gọi là dễ rụng và nhanh rụng nhất. Tại vì phần đầu mắt nhá, nó còn là phần mà chúng ta dễ bị chảy nước mắt này, hay là dễ rụi mắt dính này, nên là độ bền của nó sẽ không bao giờ bằng được như cái phần giữa mắt hay đuôi mắt được. Phần đuôi mắt hẳn thì nó cũng hay bị rụng đó, còn riêng cái phần về giữa mắt hay gần đuôi mắt thì nó rất là bền. Những phần nào mà tiếp xúc với cả là nước nhiều này, bị tác động của tay, tức là tác động của khách nhiều ấy, thì nó sẽ không được bền đâu ạ. Đây là kiểu mi gọi là rất rất tự nhiên, mà với trường hợp khách hàng nào quá yêu cầu ấy là làm thì chúng ta sẽ làm thôi. Còn thật ra thì đối với kiểu mi này thì nó cũng không có được bền nhiều đâu. Và hai nữa thì theo cái đánh giá thì Thảo thấy rằng là nối kiểu mi này nó còn lâu hơn nữa đó. Nên là mọi người có thể nối á mi này chỉ đối với các loại mi mà mi thật của khách nó đã có kha khá rồi, và đặc biệt là mi của khách thì nó sẽ đều nữa. Còn nếu các loại mi thưa, mi mỏng và ít mi ấy, thì chúng ta không thể nối theo kiểu như thế này được. Và ngoài ra thì các sợi mi của khách cũng vừa thôi, cũng không dày quá, tại vì rất là nhiều khách hàng ấy cái mi của họ đã quá là dày rồi, nên là chúng ta cũng không nên nối là kỹ thuật ăn đâu kiểu mi classic này vào nữa nha. Sẽ nối tiếp này. Chúng ta làm các bước lặp đi lặp lại như vậy, nhưng phải biết được kỹ thuật cách trượt keo, lấy keo, thông số mi và hướng mi. Khi mọi người là học mi ấy, thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề là chúng ta nối cái hướng mi nếu chưa được chuẩn, chưa được thẳng, của bộ mi thẳng hay không ấy, là do hướng mi đó mọi người. Mọi người vẫn hay hỏi thẳng là bí quyết gì, mẹo gì để mà nối mi thẳng, thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái hướng mi của chúng ta. Phần nào nghiêng như độ nào thì nó sẽ là quyết định cái phần độ thẳng của sợi mi, của bộ mi của chúng ta. Tại sao phải nối mỗi nơi một sợi như thế này? Tại vì là chúng ta nối ấy, khi mà mình nối mình cảm thấy là
các cái sợi mi gần nhau ấy, nó chưa được khô hoàn toàn ấy, thì chúng ta không khô hẳn ấy, nó bị dính vào nhau ấy, nên là chúng ta sẽ có cách sợi như này để cho các sợi mi nó sẽ không hề bị dính keo, bị bết keo đâu nhỉ. Bởi vì là có thể mọi người nghĩ rằng là sợi này nó nương tựa vào sợi kia và bộ mi nó sẽ bền hơn, nhưng không phải đâu ạ. Tại vì là one by one nhá, một sợi mi giả đã cho một sợi mi thật thôi thì nó cũng chỉ là một sợi mi giả và một sợi mi thật độc lập, chứ không có dính vào các sợi khác. Đối với các kỹ thuật khác cũng vậy mọi người nhá, nó chỉ là một gốc mi riêng lẻ thôi. Dù là mọi người chập 2-3 sợi là nối một gốc mi đi nữa thì không thể nào cái cụm mi giả tiếp theo mọi người cũng lại nối một gốc mi đó được. Cái việc này sẽ làm cái mi của ta bị yếu đi rất là nhiều. Bởi vì là như vậy thì mi nó bị nặng quá ấy, nó không thể nào mà nó đỡ được ấy. Và thứ hai nữa là cái khả năng là bị bắt bẩn rồi bám bẩn vào cái phần mi đó nó cao hơn và nó bắt chặt hơn, nó dễ làm cho khách hàng bị ngứa, rồi là ngứa rồi lại rụi mắt các kiểu thì nó lại rụng mi đó. Là cái vấn đề của chúng ta nên lưu ý, nếu là một gốc mi thì mình chỉ nên nối một cái cụm mi chập sợi của mình ấy, hoặc là một sợi mi thôi, chứ không nên nối là một gốc mi mà mình nối đến mấy lần vào, chỉ nên nối một lần thôi nha mọi người. Sau đó mình kiểm tra mi lại một lần nữa nha. Và mình sẽ cần phần đầu mắt hơn thì chúng ta lại kéo mắt lên một chút xíu để phần đầu mắt được nâng lên. Tiếp tục vừa nâng mắt và vừa tách mi ra nhé, để chúng ta nối phần đầu mắt này. Sợi nào mà không được thì chúng ta sẽ bỏ đi và lấy một sợi khác để thay thế, và chúng ta nhúng lại keo nhé. Chứ chúng ta không bỏ sợi đấy đi rồi mình lại gấp lại sợi mi đó và dùng tiếp nha. Soi gương lại một lần nữa nhé. Soi gương lại một lần nữa và chúng ta sẽ kiểm tra. Đó. Rồi mình sẽ nối tiếp này. Kiểm tra lại một lần nữa mọi người nhé. Khi nối mi xong thì không phải mình nối xong một cái là xong luôn. Kiểm tra lại này, bằng gương soi trải lại và đưa nhíp lại để chỉnh cho các sợi mi nó được ngay ngắn hơn ý. Sau đó thì chúng ta sẽ hoàn thành cái bài nối mi, sản phẩm nối mi của chúng ta. Nhưng với điều kiện phải xem, theo dõi xem nhá. Bởi vì giống như bộ móng cũng vậy, làm xong thì chúng ta cũng phải dừng lại để chúng ta nhìn lại bộ móng xem còn lỗi nào không, hay cần lỗi nào để bù không. Kiểm tra lại nhé, như vậy chúng ta đã sắp hoàn thành xong sản phẩm rồi đấy ạ. Và theo dõi video mà mọi người cảm thấy kỹ thuật nào mà mọi người muốn Thảo thực hiện này, hoặc là còn điều gì mọi người muốn thắc mắc thì mọi người vui lòng hãy bình luận, hãy comment xuống bên dưới video này nhá. Thì lần sau Thảo sẽ ra những cái video như thế này để hướng dẫn cho mọi người.
một sợi mi rất là mỏng thôi, nhưng mình cũng lấy giò xiên vừa thôi mọi người nhé. Như vậy đây là sản phẩm cuối cùng của chúng ta, nối mi gọi tự nhiên nhưng không nối đúng không mọi người, nhìn thực sự giống mi thật đúng không ạ? Sẽ cũng có rất nhiều khách hàng chúng ta mong muốn những bộ mi như thế này, và chúng ta nên biết tất cả các kiểu mi để chúng ta có thể nối cho khách hàng tốt nhất nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Ly Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.